mua cà cũng sự nghiệp. Nó đưa cho người ta 12 triệu chưa, lấy 3 triệu. Chứ nói trời ơi, lại gì có tiền đưa 12 triệu. Rồi nó đưa cho ông bị lừa á. Để kêu bán cho anh bịch đi. Cái xong rồi chạy đi đâu một vòng lại. Bán cho anh bịch nữa đi. Hồi bữa đó anh mua 3 bịch á, đi 3 vòng mua 3 bịch. Mua 3 bịch cà. À, thấy tội nghiệp, ngồi mua thấy tội nghiệp. Hôm qua cũng báo trời chỉ mưa cột nha, đi nước cũng đâu có mưa đâu. Hôm qua mà em sợ mưa em đâu đi, em đi rồi. Hôm nay Nga có đi bán không? À, mua tính ra dọn đồ mua cái nó nghỉ á. Cái mình kéo cái lò xét vô nó cháy. Chạy cái
chừng hả? Em phải mặc quần dài vô cái đó. Nóng quá trời nóng luôn, bữa bữa dịch đó. Bán này đi bán có câu chuyện nào vui không anh xuống? Không có anh nào gửi cho 3 tỷ nữa hả? Đó, bữa ông A ngoại nói với anh ấy, anh giúp bề đề lắm. Cái anh ảnh mua cà cũng sợ nghiệp. Có đưa cho anh ta 12 triệu chưa, lấy 3 tỷ. Cái nói trời ơi, lại gì có tiền đưa 12 triệu. Còn cái đưa cho ông bị lừa á. Để kêu bán cho anh bịch đi. Cái xong rồi chạy đi đâu một vòng lại. Bán cho anh bịch nữa đi. Hồi bữa anh mua 3 bịch á, đi 3 vòng mua 3 bịch. Mua 3 bịch cà. À thấy tội nghiệp, ngồi mua thấy tội nghiệp. Hôm nay bán 50kg, sao em bán thôi mà em bán có 50kg thôi hả? Cà lâu nay nó cũng cà ngon, còn chết là ngon. Mua này là phải chịu rồi.
xuống chứ sao mà nó hành không xong á, có thể nó bị ngập đấy anh. Súng tuyển được một nhân viên mới, đó là cô Mến Nguyễn. Trả bao nhiêu lương hả súng? Hả? Trả bao nhiêu đây? Trời. Uống nước. Chị uống nước là chị uống nước cho, uống, uống nước là được rồi. Nếu mà chạy thêm một cặp cà hả? Có nhiều khi chị ăn, kêu chị lấy cái ăn đi, cũng đâu có lấy tiền. Mà chị không ăn. Không muốn ăn là bác ăn. Đồ ăn ra chỉ mời xuống với nhân viên ăn cơm với cả nhà. Ừ, em mà nướng là chỉ đem cơm ra ăn. Yeah. Đem này đem kia ăn. Chỉ coi giống như là người trong nhà hay em ăn. Hiếm lắm mới được người gì. Hiếm lắm mới được người. Hiếm lắm mới được người như chị đang ngồi dưới mưa đây, ướt hết người chị rồi. Rồi lát nữa Quyên phải mua thuốc cảm cho chị nha. Cười. Cái này là bán cả một cái như thế nào nhau? Bán gì? Bán gì? Bán 1 ngàn. 5 ngàn em có bán không? Lát thịt nhỏ có tiền em kẹo bán. 5 ngàn em không có lời mà, nên nếu em bán 5 ngàn là em quầy dấu. Em gặp Bé Quyên nha cả nhà, không phải thật nha.